quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sau tháng đầu năm, thu ngân sách đạt trên 6.400 tỷ đồng. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến một số địa phương. Nghĩa tình Lâm Đồng với vùng dịch. Ninh Thuận sau 4 năm thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa. Đà Lạt bắt quả tang 4 đối tượng lấn chiếm đất rừng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, chiều nay, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã viếng nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã dâng hoa thắp hương, tỏ lòng thành kính đến các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nguyện giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất trí tuệ, tiếp tục ra sức học tập rèn luyện, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân, quyết tâm cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước đưa quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt là hoạt động thường xuyên nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ hôm nay đối với sự cống hiến và hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng 30 tháng 6, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng còn lại của năm 2021. Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Cục Thuế các huyện, thành phố và đại diện các chi cục thuế khu vực đã tham dự. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh cho biết triển khai công tác thu ngân sách trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục Thuế, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của toàn ngành, công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện trên 6.400 tỷ đồng, đạt 80% dự toán trung ương, 69% dự toán địa phương và bằng 142% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí trên 3.600 tỷ đồng, thu từ nhà đất trên 1.230 tỷ đồng, thu từ sổ số kiến thiết 1.137 tỷ đồng, tài chính thu 133 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220 tỷ đồng. Thống kê kết quả thu ngân sách theo địa bàn huyện, thành phố có 5 trên 6 chi cục thuế và 10 trên 12 địa phương thu đạt trên 60% dự toán. 6 trên 6 chi cục thuế và 12 trên 12 địa phương tăng thu so với cùng kỳ. Cùng với thực hiện các chỉ tiêu công tác thu ngân sách, ngành thuế và các ngành chức năng địa phương còn chú trọng thực hiện đồng bộ các công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức, nhất là trên các trang thông tin điện tử, tập trung phổ biến các chính sách thuế mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và tổ chức tháng đồng hành hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020. Ngoài ra, một số lĩnh vực như quản lý kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, triển khai các đề án chuyên đề quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được chú trọng thực hiện, bảo đảm trong triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác thuế. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và chi cục thuế các khu vực đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc phân cấp, phân quyền trong công tác thu ngân sách, thực trạng giải pháp chống thất thu trên một số lĩnh vực khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, hoạt động vận tải, lĩnh vực nhà đất, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu ngân sách thời gian tới. Đến dự phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2021, ngành thuế và các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, xác định cụ thể các nguồn thu, nhất là các khoản thu có tiềm năng như đất đai, khoáng sản, xăng dầu, hoạt động vận tải để có giải pháp tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ người nộp thuế, áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng theo dõi các loại hình kinh doanh thương mại điện tử, nắm thông tin các dự án về thủy điện, điện gió để có cơ sở đánh giá, kiểm soát nguồn thu, tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và ngành chức năng địa phương, xác định cụ thể giá đất để thực hiện việc cho thuê đất,
xác định giá trị chuyển nhượng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chây ì nộp thuế, trốn thuế. Ngoài ra, ngành thuế cần thắt chặt kỷ cương kỷ luật, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức ngành thuế vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, nhũng nhiễu doanh nghiệp người dân, qua đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 theo dự toán được giao. Người dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung thể hiện sự đoàn kết với mục tiêu chung vừa chiến thắng dịch bệnh vừa đảm bảo an sinh xã hội cũng như hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông báo khẩn số 04 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến một trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế Lâm Đồng thông báo đề nghị những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến một trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 theo lịch trình ngày 21 tháng 6 2021 như sau. Khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ ngày 21 tháng 6, quán cơm phở Cây Đa địa chỉ số 757 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Khoảng từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 45 ngày 21 tháng 6, văn phòng đăng ký đất đai huyện Đức Trọng địa chỉ số 270 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Từ 5 giờ đến 8 giờ 30, từ 10 giờ 45 đến 21 giờ ngày 21 tháng 6 2021, địa chỉ nhà 650A quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Đề nghị gọi điện thoại đến cơ quan y tế gần nhất. Gọi điện thoại đến đường dây nóng Sở Y tế Lâm Đồng 0918 016 355, 0914 971 889, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng 0918 564 072, 02633 816 864, Bộ Y tế 1900 9095, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến http://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng nCoV từ địa chỉ http://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. http://bluezone.gov.vn. Sở Y tế Lâm Đồng thông báo đến toàn thể nhân dân trong tỉnh được biết và thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 30 tháng 6, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, ngày 21 tháng 6 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan bệnh nhân COVID-19 ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đức Trọng ngày 21 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát tỉnh Lâm Đồng đã điều tra truy vết được 8 trường hợp F1, trong đó 7 trường hợp đang được cách ly tập trung tại Lâm Đồng, 1 trường hợp cách ly tại Tây Ninh. Số mẫu đã lấy 72 mẫu, trong đó gồm 7 trường hợp F1 và 65 trường hợp F2, đã thực hiện xét nghiệm 72 trường hợp đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, Lâm Đồng đã truy vết được 8 F1 tại Lâm Đồng, 7 trường hợp F1, 1 trường hợp F1 tại Tây Ninh và 65 trường hợp F2. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đang thực hiện cách ly 4.818 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 12 trường hợp. Cách ly tập trung 203 trường hợp, cách ly tại nhà 5.603 trường hợp. Thêm 398 trên 398 mẫu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Công tác truy vết đang được ngành y tế phối hợp điều tra những điểm có nguy cơ cao liên quan bệnh nhân COVID-19 ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, có lịch trình di chuyển tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng tại các địa phương, theo công bố của Bộ Y tế và các văn bản yêu cầu tạm dừng vận tải hành khách của Sở Giao thông Vận tải tại các tỉnh, thành phố có liên quan, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo bổ sung việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ các địa phương đến tỉnh Lâm Đồng và ngược lại. Theo đó, bên cạnh các tuyến đã tạm dừng trước đây, gồm quận Long Biên, quận Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, quận Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, huyện Diễn Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,
thành phố Hồ Chí Minh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bình Dương, huyện Ia Leo, tỉnh Đắk Lắk, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Tiền Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Long An, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tỉnh Đồng Tháp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Lâm Đồng sẽ tạm dừng thêm hoạt động hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, bao gồm tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ tỉnh Lâm Đồng đi các tỉnh, thành phố như tỉnh Hòa Bình, tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tiếp tục yêu cầu các xe vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa có hành trình đi ngang qua địa bàn Lâm Đồng, không đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phải có đầy đủ các loại hợp đồng, chứng từ, lệnh vận chuyển, chứng minh được tính xác thật, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Thưa quý vị và các bạn, sau hai đợt phát động thông qua chương trình chuyến xe yêu thương, đoàn viên, hội viên, thanh niên, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa, rau củ quả, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đây là nghĩa tình của người dân Lâm Đồng và mong muốn người dân vùng dịch vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khi được chính quyền địa phương phát động, chị Lưu Thị Khánh Thi, chủ cửa hàng nông sản thị trấn Liên Nghĩa, Hữu Đức Trọng đã không chút đắn đo hỗ trợ 2 tấn bí đỏ ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương với mong muốn giúp cải thiện dinh dưỡng cho cán bộ chiến sĩ, người dân khu cách ly, đồng viên mọi người vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Em chỉ mong muốn là đóng góp được một phần nào cho những cái đơn vị tuyến đầu, người dân đang gặp dịch thì mình có gì thì mình góp nấy. Từ công sức của mỗi người sẽ tạo nên sức mạnh lớn để chiến thắng dịch bệnh. Cùng với người dân, tiểu thương, chương trình chuyến xe yêu thương do tỉnh đoàn Lâm Đồng, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phát động đã nhận được sự ứng tích cực của đoàn viên, hội viên, thanh niên, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đức Trọng nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, chung tay đóng góp ủng hộ. Cái tinh thần vận động của cán bộ đoàn viên đối với đơn vị Đức Trọng là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Tôi đơn cử, ví dụ như đợt 1 thôi, thì với huy động thời gian có một ngày thôi, nhưng mà chúng tôi đã huy động được 10 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm các loại. Và đặc biệt đợt 2 này, chúng tôi cũng huy động trong vòng thời gian 1 ngày rưỡi, chúng tôi đã nhận được khối lượng hàng hóa là hơn 10 tấn. Đấy là một cái kết quả mà chúng tôi cũng không ngờ rằng là tinh thần tích cực hưởng ứng của cán bộ đoàn viên, của các cấp công đoàn ở trong huyện. Các đơn vị đều mong muốn tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, nhường cơm sẻ áo và chia lửa, tiếp lửa với người dân, công nhân lao động cũng như là toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động của các tỉnh bạn như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương sớm vượt qua đại dịch để ổn định cuộc sống. Không chỉ đóng góp ủng hộ bằng những đặc sản của Lâm Đồng, nhu yếu phẩm để sử dụng hàng ngày hỗ trợ cho các vùng dịch thiếu thốn lúc khó khăn, xung kích đi vận động tình nguyện để chất đầy hàng hóa cho những chuyến xe lăn bánh đến với nơi tuyến đầu chống dịch. Đó là những chiến sĩ khoác lên mình màu áo xanh, áo đỏ tình nguyện. Bọn em luôn luôn có những cái phong trào thiết thực như là hỗ trợ vận chuyển các hàng hóa ở nơi địa phương em vận chuyển xuống các vùng dịch ạ. Và tuyên truyền mọi người chung tay cùng nhau phòng chống Covid, mọi người sẽ chiến thắng. Đất nước chúng ta được bình yên và ổn định. Qua hai đợt phát động đã có gần 200 tấn nông sản, 40 tấn gạo, 2.000 thùng mì gói cùng các nhu yếu phẩm khác và gần 200 triệu đồng tiền mặt ủng hộ cho thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Chương trình thực sự tạo sức lan tỏa, thể hiện nghĩa tình của nhân dân tỉnh Lâm Đồng với người dân các địa phương vùng dịch. Qua cái vận động quyên góp của mình thì thể hiện được cái tình cảm. Và thứ hai nữa, chúng ta đóng góp một phần nhỏ trong nâng cao chất lượng bữa ăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cũng như là những trường hợp người dân bị cách ly ở các cơ sở cách ly này thì họ sẽ có tăng thêm cái chất lượng bữa ăn, họ vượt qua đại dịch, đồng thời là cũng là góp phần để động viên chia sẻ với nhân dân
của thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Bình Dương cũng như là công nhân lao động ở các tỉnh lân cận của chúng ta. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Người dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung thể hiện sự đoàn kết với mục tiêu chung vừa chiến thắng dịch bệnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội cũng như hoàn thành nhiệm vụ kép trong năm 2021. Ngày 30 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh và làm rõ hành vi vi phạm của một nam thanh niên ngụ tại Bình Dương khi đưa clip hướng dẫn khai báo y tế gian dối qua chốt kiểm dịch Đèo Chuối để lên Đà Lạt đi phượt. Để qua mặt cơ quan chức năng khi đi phượt Đà Lạt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong clip của mình, Nguyễn Tấn Thương, 30 tuổi, ngụ tại huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương, đã hướng dẫn khai báo y tế gian dối để qua các chốt kiểm dịch. Thương khai báo là lao động tự do đang tạm trú tại thị trấn Đạ Mơ Ri. Sáng từ thị trấn Đạ Mơ Ri xuống thị trấn Madagui làm phụ hồ, đến chiều quay về và phải đi qua chốt kiểm dịch số 1. Trong khi thực tế Thương ở Bình Dương và đang trên đường đi Đà Lạt du lịch. Sau khi đến Đà Lạt, từ tài khoản mạng xã hội TikTok, Thương đã phát tán các clip với nội dung chỉ cách khai báo y tế gian dối để qua các chốt kiểm dịch. Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh và phối hợp để xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường 9 thành phố Đà Lạt đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 người do đi bộ tập thể dục quanh Hồ Xuân Hương bất chấp lệnh cấm do COVID-19. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Tổ liên ngành phòng chống dịch COVID-19 thuộc Ủy ban Nhân dân phường 9 đã phát hiện 12 người trên vẫn đang đi bộ tập thể dục quanh Hồ Xuân Hương. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã cấm biển thông báo với nội dung tạm dừng các hoạt động tập thể dục thể thao ngoài trời, đi bộ quanh Hồ Xuân Hương và các nơi công cộng cho tới khi có thông báo mới. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt mỗi người 2 triệu đồng do không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong khu vực, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã và đang hướng đến việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Nhờ sự định hướng và hỗ trợ của ngành chức năng, một số mô hình sản xuất bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Đây là cơ sở để Đà Nẵng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao gắn với việc phát triển những sản phẩm ô cốp của địa phương. Sản xuất rau an toàn theo chuẩn Việt Gáp đã lâu. Hơn một năm nay, bà Huỳnh Thị Trực chuyển qua một phần diện tích trồng rau của gia đình theo hướng hữu cơ. Mặc dù quy trình chăm sóc tốn nhiều công sức hơn, nhưng bù lại giá trị sản phẩm cao hơn rau canh tác truyền thống, nên bà quyết định sẽ mở rộng sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường này. Cái gió của mình là hữu cơ khóc, còn cái gió còn phân hạ lùm ở ngõ trang nó ra là hang lợi rẻ. Như trồng tơi ngõ trang nó ra, bó nam ngọn ở đây cũng bả ngọn. Giảm diện tích rau sản xuất theo hướng truyền thống, từng bước tăng diện tích rau hữu cơ cũng là mục tiêu hợp tác xã rau an toàn này hướng đến. Trong đó, xây dựng thương hiệu và quản lý chặt chẽ chất lượng là yếu tố được đơn vị đặt lên hàng đầu. Là toàn bộ mẫu đất, mẫu nước phải đảm bảo theo cái chỉ tiêu. Và về cái sản xuất mà rau hữu cơ thì phải dùng toàn hệ thống là phân ủ hua, phân trùng cho bò. Ngoài trồng rau, hiện các hợp tác xã nông nghiệp tại đây cũng đang từng bước chuyển đổi diện tích lúa nước canh tác theo hướng truyền thống sang sản xuất hữu cơ thân thiện với môi trường. Sau khi sản xuất thí điểm thành công với 2 hectare, toàn bộ diện tích lúa nước này sẽ được triển khai sản xuất theo hướng hữu cơ vào mùa vụ tới. Phấn đấu sang năm là chúng tôi năm 22 là chúng tôi đưa toàn bộ diện tích là 23 hectare 6 này vào sản xuất hữu cơ để tăng cái giá trị lên. Nhờ định hướng và hỗ trợ của ngành chức năng, đến nay một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tại Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đây được coi là tiền đề để địa phương xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao gắn với việc phát triển những sản phẩm đặc thù của địa phương. Tạo cái thương hiệu của cái sản xuất của cái lúa gạo hữu cơ, rau hữu cơ và một số cái sản phẩm cây gọi là cái sản phẩm trái cây an toàn, cũng như thí điểm một số cái mô hình trên cái chăn nuôi vật nuôi theo hướng hữu cơ để tạo ra sản phẩm cung cấp cho cái tiêu dùng.
hiện Đà Nẵng đã có các phương án quy hoạch bảo vệ đất đai, nguồn nước tại các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Bên cạnh việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cũng như liên kết với các nhà phân phối để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Với mục tiêu tăng giá trị trên một đơn vị diện tích và sản xuất theo hướng thâm canh bền vững, năm 2017, huyện Ninh Phước đã thực hiện thí điểm mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa. Sau 4 năm triển khai, mô hình này đã phát huy hiệu quả và tiếp tục nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo đà phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Năm 2017, huyện Ninh Phước bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại xã Phước Hậu với diện tích là 56 hectare. Để thực hiện mô hình hiệu quả, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của nông dân, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện dồn điền, đổi thửa để thuận tiện cho việc canh tác cơ giới hóa. Mô hình đã mang lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân, mà cũng đã xây dựng cho bà con một cái thay đổi về cái tập quán canh tác, rồi thay đổi về cái mô hình sản xuất, cũng như là góp phần cho nâng cao cái năng suất. Từ 102 hectare thí điểm ban đầu tại thôn Như Bình, đến nay, xã Phước Thái đã có hơn 400 hectare lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Qua đó giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, công lao động và năng suất lúa đạt bình quân là 7,5 tạ trên một sào. Cá biệt có hộ đạt hơn 1 tấn trên một sào. Lợi nhuận đạt từ 700 đến 2 triệu đồng một sào một vụ, tăng hơn 500 đến 700 ngàn đồng một sào một vụ so với canh tác lúa truyền thống. Thì qua cái thời gian triển khai cánh đồng lớn đó thì cái năng suất của bà con mà trong quá trình thu hoạch đó thì luôn luôn đạt cái năng suất rất là cao so với những cái ruộng thường không có làm trong cái cánh đồng lớn. Thì trong thời gian tới đó thì theo định hướng từ đây đến năm 2025, theo tinh thần chủ trương chỉ đạo của huyện đó cũng như của đảng ủy xã, thì ủy ban nhân dân xã tiếp tục xây dựng kế hoạch vận động bà con, tuyên truyền bà con trên một số khu vực cánh đồng có diện tích lớn, rộng thì sẽ đưa vô cái diện để mà quy hoạch để thực hiện cái cánh đồng lớn. Tại xã Phước Hữu, mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa được thực hiện từ năm 2018 với 80 hectare. Nhờ tổ chức nhiều lớp tập huấn, sự linh hoạt trong hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sau 3 năm triển khai, nông dân địa phương đã đồng lòng hưởng ứng và tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn. Đến nay, xã Phước Hữu có 560 hectare lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, tăng 480 hectare so với năm 2018. Cánh đồng lúa lớn đem về cho bà con ở đây, nhưng gia đình chúng tôi cũng hưởng ứng một phần nào là áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhà nước đem về là trước kia là 3 giảm 3 tăng, sau này là 1,5 giảm. Từ thành công của mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, huyện Ninh Phước đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn nhân rộng với diện tích hơn 2.700 hectare trên 11 cánh đồng. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa lên 3.000 hectare, gắn với xây dựng việc gáp và áp dụng triệt để biện pháp canh tác 1,5 giảm để hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung, tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Huyện đã thuê cái đơn vị tư vấn để tiến hành tập huấn và hướng dẫn cho bà con sản xuất theo cái quy trình và sẽ tiến hành chứng nhận cái việc gáp cho cái cây lúa trên địa bàn, và sẽ sắp đến sau năm 2022 trở đi thì sẽ tiếp tục nhân rộng trên cái cánh đồng toàn lúa của toàn huyện để góp phần nâng cao cái chất lượng cũng như là cái sản lượng của cây lúa. Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến vào ngày 1 tháng 7 và ngày 8 tháng 7, 1 triệu liều vaccine COVID-19 do chính phủ Nhật Bản viện trợ sẽ về Việt Nam. Đây là đợt viện trợ vaccine thứ hai từ chính phủ Nhật Bản, và loại vaccine được chuyển tới Việt Nam vẫn là AstraZeneca. Trước đó, lô vaccine COVID-19 AstraZeneca, 1 triệu liều đầu tiên do Nhật Bản viện trợ, đã cập bến nước ta vào tối ngày 16 tháng 6. Sau đó, toàn bộ số vaccine này được chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử của thành phố. Như vậy, cùng với lô vaccine cung cấp ngày 16 tháng 6, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng là 2 triệu liều. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
đã nhanh chóng triển khai việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang còn diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này đang được quan tâm hàng đầu. Đa số các ý kiến của phụ huynh đều bày tỏ lo ngại về sự an toàn nếu thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp như hiện nay. Một số ý kiến đề nghị lùi kỳ thi cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Mong là cháu nó sẽ được thi vào đợt 2. Cái thứ nhất là đảm bảo cái an toàn cho tình hình dịch bệnh nó lắng xuống, với cái thêm một cái thời gian nữa để cháu nó ôn thi. Trong khi đó, nhiều em học sinh lại nóng lòng được thi sớm vì không muốn kéo dài thời gian ôn tập với tâm trạng hồi hộp lo lắng. Một số lo lắng nếu tiếp tục trì hoãn kỳ thi sẽ không kịp cho đợt xét tuyển vào đại học cao đẳng. Thi đợt 2 thì tụi em sẽ bị áp lực tâm lý hơn, nhưng mà bù lại thì tụi em sẽ có được một cái khoảng thời gian để củng cố thêm lượng kiến thức của mình. Đối với em sẽ thiên về đợt 2 hơn. Cái tâm thế sẵn sàng cho một kỳ thi đã đầy đủ. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn vào cái vấn đề thực tế của thành phố Hồ Chí Minh mình hiện nay là cái tình hình dịch bệnh nó đang bùng phát một cách mạnh mẽ. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 7 và 8 tháng 7. Các thí sinh ở khu vực cách ly, phong tỏa thuộc diện F0, F1, F2 sẽ thi đợt 2. Việc mà em mong muốn được thi lần đầu nó có mâu thuẫn với lại cái độ an toàn mà phụ huynh học sinh đang quan tâm, thì điều đó Sở Giáo dục Đào tạo cũng biết và đã có nhiều cái văn bản kế hoạch phương án phối hợp với Sở Y tế. Cái độ an toàn của trường học, của các điểm thi hiện nay là được chuẩn bị rất là cao, rất là tốt. Dự kiến ngày 30 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trên thực tế, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, cho nên việc đảm bảo an toàn cho thí sinh và giáo viên trong kỳ thi là ưu tiên hàng đầu. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, bắt quả tang 4 đối tượng thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng tại lô C khoảnh 2, tiểu khu 157B, phường 4, thành phố Đà Lạt. Vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 6, các lực lượng thuộc Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã tổ chức kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng tại lô C khoảnh 2, tiểu khu 157B, phường 4, thành phố Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu cả 4 đối tượng về trụ sở công an phường 4 làm việc. Ban đầu, một trong số 4 đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thành Luân, 36 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt, đã thuê 3 nam thanh niên tiến hành cuốc đất để trồng bắp với diện tích đã tác động khoảng 10m². Diện tích đất khu vực này do mới đây Luân mua của một người đàn ông tên Vĩnh và Luân cũng đã nhận được của ông Vĩnh một giấy sang nhượng đất có diện tích 660m² bằng giấy tay. Tuy nhiên, thực tế diện tích đất trên là khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên thành phố Đà Lạt quản lý bảo vệ. Tại diện tích này, từ năm 2019 đã xảy ra vụ phá rừng. Ban Quản lý rừng Lâm Viên cũng đã tiến hành trồng rừng phân tán sau xử lý. Ủy ban Nhân dân phường 4 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ đất đai để chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ngành chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ sang nhượng đất trái phép như Nguyễn Thành Luân đã trình bày. Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu khẩn trương điều tra xử lý vụ phá rừng trái pháp luật dưới chân núi Voi thuộc tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc, xác định đối tượng vi phạm, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, tố giác các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tổ chức cá nhân có liên quan do thiếu trách nhiệm, không kịp thời kiểm tra phát hiện ngăn chặn để xảy ra vụ vi phạm trên. Báo cáo xử lý kết quả vụ việc trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. Trước đó, cơ quan chức năng huyện Đức Trọng đã xác định 5 đối tượng, trong đó Thái Văn Trường, 34 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt là đối tượng chủ mưu. Sau khi chặt phá 18 cây thông,
các đối tượng đã trồng nhiều loại cây khác nhau nhằm mục đích chiếm đất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.